Thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái thuật ngữ của nhà thông minh. Nhà thông minh này là một cái thuật ngữ về công nghệ, do đó cái thuật ngữ này nó luôn luôn phát triển theo thời gian. Còn thật ra thì cái ban đầu, cái ý tưởng ban đầu của cái nhà thông minh này rất là đơn giản nhưng mà cũng rất là thích thú. Đó là khi con người ta thấy rất là thích cái chuyện cái remote điều khiển cái TV, thì người ta có một cái ý tưởng là tại sao chúng ta không tạo ra một cái remote điều khiển toàn bộ các cái thiết bị điện trong nhà của chúng ta. Do đó là cái năm 1975, công nghệ nhà thông minh đầu tiên. Piras, CEO of SmartFirst Group. Ladies and gentlemen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وما توفيقي إلا من عند الله. Ladies and gentlemen, I know everybody is sleepy, and maybe you understand English and maybe not. If you understand me, please stand up. Stand up. Thank you. Genius. Thì Mr. Pirat giới thiệu với chúng ta một cái sản phẩm, có sản phẩm Smart Home Bird, đó là cái gì?
chỉ với một cái bảng điều khiển duy nhất. Và với một cái nút bấm đó của nó thì chúng ta có thể thực hiện được hàng loạt các thao tác luôn, chứ không phải chỉ đơn giản là chúng ta chỉ bật tắt một cái đèn. Chúng ta có thể nhấn vào một nút bấm thì có thể là bật tắt đèn, đồng hồ, cái đèn kéo đèn, mở đèn. Đó là những gì chúng ta nói từ những bấm đường lại về sản phẩm Yosumi của Smartbus. Thì tôi sẽ tiếp tục cái bài chương trình của mình. Thì sau khi mà công nghệ X10 ra đời để giải quyết cái vấn đề đó từ ý tưởng ban đầu, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một cái remote điều khiển bằng một cái thiết bị điện nhà chúng ta luôn, rất là tuyệt vời. Nhưng mà người ta nhận ra cái hạn chế của cái remote, thứ nhất là nó hạn chế thiết bị là như thế nào. Chúng ta thấy là cái remote đó là nó có cái số nút cứng, vì thế chúng ta không thể tích hợp quá nhiều cái thiết bị.